Cuộn phim đầu tiên thì bên trong có rất là nhiều phương tiện giao thông luôn. Ví dụ như xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe đạp, ô tô, máy bay gì đó. Rất là nhiều luôn. Wow. Cuộn phim thứ hai thì có các loài khủng long các bạn ạ. Cuộn phim thứ ba thì có rất là nhiều đồ ăn. Yeah. Ví dụ như kẹo này, bánh này, pizza này, kẹo mút này. Rất là hấp dẫn. Và mình sẽ vẽ chiếc bánh donut này nhá. BBTV. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình có một món đồ chơi rất là thú vị muốn giới thiệu cho các bạn, đặc biệt là những bạn nhỏ nào thích vẽ. Ok, bây giờ chúng mình cùng khám phá xem bên trong bộ đồ chơi này có gì nhá. Đâu nào, bây giờ mình sẽ mở ra xem nào. Đây. Các bạn ơi, đây là một bàn vẽ có hình chiếu đấy. Bàn vẽ này thì có hình một chú hươu cao cổ màu hồng này. Đây là bàn vẽ này. Còn đây là các cuộn phim này các bạn. Cuộn phim đầu tiên thì bên trong có rất là nhiều phương tiện giao thông luôn. Ví dụ như xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe đạp, ô tô, máy bay gì đó. Rất là nhiều luôn. Wow. Cuộn phim thứ hai thì có các loài khủng long các bạn ạ. Cuộn phim thứ ba thì có rất là nhiều đồ ăn. Yeah. Ví dụ như kẹo này, bánh này, pizza này, kẹo mút này. Rất là hấp dẫn. À, còn đây nữa. Đây là các phụ kiện này các bạn. Mình sẽ mở ra xem. Đây là một cái xóa bảng các bạn ạ. Đây là bốn chân bàn. À, còn có một bộ màu rất là đẹp nữa nè. Yeah. Đây là giấy vẽ nữa. Ok, và bây giờ thì chúng mình cùng lắp ráp nhá. Đầu tiên thì mình sẽ lắp ráp chân bàn trước các bạn ạ. Đây. Đó. Vậy là mình đã lắp xong chân bàn rồi. Yeah. Bây giờ thì mình sẽ lắp đầu của hươu cao cổ nhá. Đầu hộp của hươu cao cổ thì có phần miệng này mình dùng để cho phim vào đây. Dưới đây có một cái nút xoay để điều chỉnh rõ hay rõ nét hay là mờ nét. Đằng sau còn có một cái công tắc nè. Đây là chỗ để cho pin vào nữa. Ok, bây giờ mình sẽ lắp vào đây. Rồi, bây giờ mình sẽ cho phim vào đây. Rồi, sau đó là bật công tắc và xoay cái phim này. Đó, rất là nhiều hình sẽ hiện ra. Đây có một chiếc bánh sinh nhật này. Đây là một chiếc bánh pizza này. Đây có một ly nước ép hoa quả các bạn ạ. Nhưng mà các bạn ơi, điện này hơi sáng nhỉ? Là mình tắt điện đi một chút để nhìn cho rõ hơn nhé. Các bạn ơi, sau khi mình tắt điện đi thì nhìn hình đã rõ hơn rồi này. Và mình sẽ vẽ chiếc bánh donut này nhá. Chỗ này thì mình sẽ cắm bút màu vào đây. Ok. Rồi, ok, và bây giờ mình sẽ vẽ theo. Đó, các bạn ơi, vậy là rất là nhanh chóng mình đã có ngay một chiếc bánh donut rồi. Yeah. Rất là đẹp phải không? Và bây giờ thì mình sẽ thử vẽ trên giấy xem thế nào nhá. Đó, mình sẽ đặt tờ giấy vào đây và mình sẽ thay pin. Và mình sẽ vẽ phương tiện giao thông đi. Yeah.
Rồi. Ồ, ở đây có xe cứu hỏa này các bạn. Đây, xe cứu thương này. À, một chiếc xe cứu thương cũng đẹp đấy. Ok, và bây giờ thì mình sẽ thử vẽ chiếc xe cứu thương này nhá. Các bạn ơi, vậy là mình đã vẽ xong một chiếc xe cứu thương rồi. Yeah. Rất là đơn giản phải không nào? Mình thấy á, món đồ chơi này rất là phù hợp với những bạn nào mới tập vẽ đấy. Yeah. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ cho mình một like, một share và một subscribe cho kênh BBTV nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.